lâu lắm rồi mới có dịp vào trong này lại. Xuống luôn, xuống rồi. Linh hoạt lắm á. Không, anh ngồi thì linh hoạt chưa, chứ em trượt thì cũng không phải là linh hoạt đến độ như anh ngồi. Ừ. Chiếc này nhiêu chứ anh? Con này nguyên bộ xét up là 22 triệu. Anh không lấy đèn pha thì nó có 20 triệu thôi. Đèn pha nó còn một cái đèn pha nữa, một cặp đèn pha. 60 á, nhưng mà thường mình đi là 30 mấy 40 thôi. 80 hả? 60. 60 là quá. Đừng có đi nước nha, đi nước vào là bay. Tắm được, tắm được, hồi chiều mới tắm nó đó. Tắm được. Hồi chiều em tắm cho nó. Yên tâm, đừng có tắm với mặt pin thôi, tắm trên mặt dán là mặt bánh thôi. Chứ bán của anh xịn rồi, chứ bán của em mà. Ờ. Bung ra, đúng đúng, cái này là xịn à. Bung nha, không nên tắm lâu thôi. À. Tắm được, hồi chiều có clip tắm mà. Yên tâm đi. Cái nhà có mấy con nhỉ? Hả? Em nhập 3 con, nhưng mà giờ hết rồi. Còn con này là mẫu thôi. 22 triệu à? Giá nguyên xét luôn á, hai bộ bánh á. Niêm yết của nó cũng 22 triệu à? 22 triệu. Con này gồ à, cực kỳ rồi. Nhập về 3 con luôn. 3 con khách đặt à, tôi mới lấy dư gần con đó, rồi bán có 2 con thôi. Nghe hàng chán, nhà em có 2 con kia rồi. Ờ, à, con này ngon à, con này đi đường, tôi đi ngoài đường là ok rồi đó. Đúng rồi, anh có tuổi, anh phải đi con